Phú Thọ, một học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc, hiểm họa tại khu vui chơi trẻ em. Chiều ngày 14 tháng 1, tàu lượn trong khu du lịch đảo Ngọc Xanh, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ gặp sự cố khiến một học sinh tử vong, hai em khác nhập viện cấp cứu. Một nguồn tin cho hay, trong quá trình chạy, toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray khi đang chạy khiến ít nhất 3 bé ngồi trên toa rơi xuống đất. Hậu quả làm một cháu tử vong, còn hai cháu nhập viện, trong có một cháu gãy tay, một cháu bị chấn thương sọ não. Thượng tá Hoàng Việt Sơn, trưởng công an huyện Thanh Thủy xác nhận vụ việc và cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an huyện đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo công an tỉnh. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh Phú Thọ thụ lý, điều tra. Đáng nói, vào năm 2014, tại đảo Ngọc Xanh cũng từng xảy ra tai nạn khi đang hoạt động. Lúc đó, 12 học sinh của một trường trung học cơ sở ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đang hò reo chơi đùa trên đu quay thì hệ thống máy móc vận hành bị vỡ tiêu thủy lực, không thể tiếp tục nâng lên cao. Chiếc đu quay rơi tự do xuống đất ở độ cao 2m, khiến 12 học sinh đang ngồi trên đó hoảng loạn, 6 em phải nhập viện. Sau khi xảy ra sự cố, khu du lịch đã đưa những học sinh bị nạn xuống bệnh viện quân y 105 Sơn Tây kiểm tra. Rất may, không có học sinh nào bị ảnh hưởng về mặt thể chất. Thời điểm đó, đại diện công ty cổ phần Áo Vua, trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội, chủ đầu tư khu du lịch đảo Ngọc Xanh, xác nhận rằng sự cố đu quay rơi ngày 3 tháng 4 năm 2014 xảy ra với trò chơi mang tên vũ trụ bay. Sau khi kiểm tra, giám định, cơ quan chức năng huyện Thanh Thủy xác định chiếc đu quay đảm bảo yêu cầu về an toàn vận hành, không xác định việc lắp đặt sản phẩm kém chất lượng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho việc vận hành. Được biết, khu du lịch đảo Ngọc Xanh được xây dựng trên bãi nổi La Phủ, vốn đã tồn tại hàng chục năm nay, nằm giữa sông Đà, phần lớn thuộc địa phận các xã của huyện Thanh Thủy và một phần thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Nơi đây được đầu tư, xây dựng với nhiều trò chơi mạo hiểm như tháp xoay khí nén, tàu điện siêu tốc, thảm bay hai chiều, không ít vụ tai nạn tương tự từ trò chơi tàu lượn siêu tốc đã từng xảy ra. Không thể phủ nhận những tác dụng của trò chơi này như thư giãn, sảng khoái, trải nghiệm, cảm giác mạnh, nhưng nó cũng ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe. Bác sĩ Hoàng Xuân Đại, nguyên cán bộ Bộ Y tế cho biết, khi tham gia vào những trò chơi cảm giác mạnh, cơ thể của bạn sẽ chịu một lượng áp lực lớn hơn bình thường. Một số trò chơi sẽ khiến cơ thể thay đổi vị trí, dồn trọng lực đột ngột khiến cơ thể dễ mất thăng bằng và giảm khả năng điều chỉnh trọng lượng. Bên cạnh đó, sự đổi hướng quá nhiều kích thích tim phải hoạt động nhanh để bơm máu lên não. Điều này gây nên hiện tượng máu tụ dưới màng cứng, ảnh hưởng không tốt đến hệ tim mạch. Người mắc bệnh nội khoa như hen phế quản cấp, cao huyết áp cấp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não cần lưu ý. Theo phân tích của tiến sĩ Vũ Thu Hương, Đại học Sư phạm Hà Nội, trải nghiệm quá sợ hãi của trò chơi này có thể dẫn đến hoảng loạn cho trẻ. Thậm chí có người lớn cũng ngất lịm trong quá trình chơi vì hoảng sợ. Không ít người còn tè cả ra quần khi trò chơi kết thúc. Đối với trẻ vị thành niên, ảnh hưởng này có thể dẫn đến nhiều căn bệnh tâm lý như chứng hoang tưởng cục bộ, trầm cảm cấp độ Y, hoảng loạn không nguyên nhân. Do đó, ngay cả khi không gặp tai nạn thì hậu quả từ trò chơi này mang lại cũng không ít.